đang có mặt tại khu tập viên Vũng Tàu vì ngày cũng có hôm qua nhìn về hôm qua nhìn về biển Vũng Tàu vì hôm nay bầu trời thì vì thấy có mây đang ảnh hưởng cơn bão số 16 vì hoàn lũ số 16 vì tại khu vực hôm qua sóng biển cũng không quá cao nhưng mà gió vì